Hello anh em nhé. Đó, lời đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình xin được kính chào tất cả cô dì chú bác anh chị em gần xa. Đó, thì ngày hôm nay tiếp tục mình lên giới thiệu cho anh em một chiếc Kawasaki anh em nhé. Đó, thì mình giới thiệu sơ qua này anh em này, dòng này là dòng Kawasaki 250 phân khối. Đó, con này thì giờ cực kỳ là hiếm luôn nha anh em. Đó, được đăng ký từ 2009 đến giờ. Đó, xe đã được dọn mới phun lại rất là nhiều luôn nha anh em nhé. Đó, lốp liếc đang còn rất là mới anh em này. Đó, hiện tại con này thì được đăng ký biển số Hà Nội anh em nhé, 29A1 10183. Đó, xe rất là đẹp luôn. Đây anh em này. Đó, về phần sơn, phần xi dàn inox sơn rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Đó, inox sáng quang luôn này. Đó, ốc zin đang còn theo xe luôn này. Đó, hai máy luôn nha anh em nhá, hai bình xăng này anh em này. Đó, cổ bô này. Đó, đây máy móc thì cực kỳ là đẹp luôn. Kawasaki thì nó đi nhìn máy móc của nó nhìn phát là biết ngay nha anh em. Đó, không có thể lai nào đồ nào khác vào được luôn. Đó, đây anh em, có két nước là mát nhá. Đó. Đây anh em này. Đó, phần trước của nó cực kỳ là đẹp luôn, 250 phân khối. Đó đây anh em này. Đó, lốp trước cũng mới, rất là mới luôn, thay mới tinh luôn. Đó, đĩa điếc cùng kiếc mọi chức năng thì hoạt động đầy đủ cả anh em nhé. Đây anh em này, anh em nhìn rõ bộ chế không? Đó, hai bộ chế nha anh em nhé. Đó, đầu lòng của nó rất là to, 250 phân khối. Đó, dàn máy này, dàn đồ rất là sáng xỉ luôn anh em nhé. Đó, dàn sơn này. Bây giờ mình test máy cho anh em mình nghe nhé anh em nhé. Đây anh em. Rất là êm luôn nha anh em nhá. Đó, 250 máy nổ cực kỳ là to luôn. Đó, nói chung là cái tiếng bô của Kawasaki nó có đặc trưng riêng luôn nha anh em nhá. Đó, máy rất là êm. Đó, cửa hàng mình thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn nha anh em nhá. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc Kawasaki này, đó thì cứ liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại cho mình nha anh em. Đó, mình có để số điện thoại ở trên phần mô tả sẵn cho anh em mình luôn rồi anh em nhá. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn nha anh em nhá. Đó, mình mong anh em coi video thì ủng hộ like cho mình nhá. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.